chạy xe mà mới chạy 10 mét thôi. Đúng rồi. Mười mét thôi là không cần chạy. 10 mét là ghe lại là chốt ngay á. À, đúng thật 10 mét thật chứ, chứ được 10 mét nữa. Chứ được 10 mét chạy nó luôn à. Là bắt ghe lại chốt ngay. Em chào cả nhà mình ha. Hiện tại thì em đang có mặt tại Nông Ngư Cơ Tương Mì ha. Địa chỉ là khu phố 4 thị trấn Tân Thành, Bắc Tân Nguyên Bình Dương cả nhà mình ha. Thì hiện tại thì có một anh trai đã có xem một cái livestream ha. Và anh trai mình đã đến ủng hộ Nông Ngư Cơ Tương Mì. Anh trai mình đã lấy con Isuki TS 2020 này cả nhà. Đúng không anh trai? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà anh trai test thử ok không? Căng xe ben. Một quan trọng là anh trai test thử nó có ok không á? Ok ok, sẽ căng xe ben. Dạ, phù hợp công việc mình ha. Đạt không? Đạt. Dạ. Anh có đi Bình Chánh 2 ngày không? 2 ngày trời luôn đó. 2 ngày trời đúng chưa? Đúng rồi, đi về Bình Chánh 2 ngày trời mà không mang sực tư mi ở Tân Nguyên đâu đó. Hết, anh đây là có sao nói đi trang vậy à? Không thích hợp thì cái khác. Đúng rồi. Là hai ngày xuống Bình Chánh rồi hả? Hai ngày luôn, hai ngày xuống Bình Chánh mà. Dạ. Uống cà phê với tụi mày mà. Cà phê tụi mày. Cho anh cho đi vợ xe lát luôn. Mà không có hợp ý sao? Không. Mà ý lý do là sao mà đi Bình Chánh 2-3 ngày rồi cuối cùng quay về tụi mày bắt Tân Nguyên lấy ta? Mình lấy xe chứ mà nói về cho người dân bỏ tiền ra đâu phải là giờ chơi đâu. Dạ. Bỏ tiền cực lắm. Nhưng mà nó hợp ý mình không bác? Đúng rồi, hợp lý mình lấy. Dạ. Bác cho em hỏi cái ha, bác ở đâu và tên gì á? Ở Bù Đăng Bình Phước. Dạ. Đúng rồi. Tên bác? Bác là tên Hiệp thôi. Dạ. Bác xã nào Bù Đăng hả? Đức Liễu Bù Đăng. Dạ, ok bác. Dạ, một số thông tin của bác mình ha. Thì bác cũng đã có đến Bình Chánh ha, Long An. Cũng Bến Lức Long An cũng đã... hai ngày chứ bộ anh hai ngày đó anh ngủ khách sạn một đêm á. Đêm á không mày lấy rồi lại tôi mày uống cà phê đó quay lại mới lấy được con tơ mi đó ở Tân Nguyên á. Dạ coi nhiều con xe nhưng không phù hợp ha, giá cả rồi nọ, cuối cùng thì bác quyết định về Bắc Tân Nguyên Bình Dương để chọn của em Isuzu TS 2020 này các nhà. Ăn thua cái đồng này thôi mà được chi chiếc xe ra là mới chạy chục mét là giá lại liền không đúng rồi nãy em với bác mới thử đây nè, chưa được thử đây nè, chưa được 10 mét nữa, chưa được 10 mét là bác chọn ngay con Isuzu TS 2020 này liền. Quá ok đúng không bác? Ok. Dạ rồi, ok bác. Thì để anh em mình đang lắp đặt kính rồi nọ ha, một cái kiếm rồi nọ cho bác mình nè, rồi sẽ lên xe tải ha. Di chuyển em nói về Bình Phước Mường Dông. À con này còn nặng luôn lên cái gì cũng khoan lắm mà. À chạy xe mà mới chạy 10 mét thôi. Đúng rồi. Tôi bị thấy tôi 10 mét thôi không cần chạy. 10 mét là ghe lại là chốt ngay á. À, đúng thật 10 mét thật chứ. Chứ được 10 mét nữa. À, chứ được 10 mét chạy nó luôn à. À. Là bắt ghe lại chốt ngay. Ok cả nhà, sau khi mà mình đến anh trai cơ khí ha, vặn con bù lon ra rồi ok rồi. Hiện tại có anh trai chủ bế con xe nè. Thì đang xem mình, chú Lộc mình mở ra ha. Con này mình mở trước không sao. Mở ra để mục đích chính là mình vứt lớp B bỏ anh ra. Vứt bỏ. Không cần ha. Thì đáng lý hả, cái công việc này thì bên ông cơ mình cũng làm luôn chú công nhận không? Cái này là của chủ xe nên về tôi tự làm. Nhưng mà chẳng qua mình ở đây gặp anh em mình á. Thì rồi sẵn mình làm ha. Đây còn người... nóng quá chú ơi, nóng quá chú Lộc ơi. Lấy tôi chích chú. Nóng á. Ê chưa. Để rồi. Lên. Rồi, xiên ốc lại chú. Đã không? Tới đây luôn, để tới đây lộn chỗ này luôn. Ngồi trên cái tải nó nghe nó đứt lên đó đó. Nhưng mà đã không bác? Đã, đã. Mất cái đầu lên chú. Rồi, được rồi, rồi. Rồi, cắt lại. Đó, rồi đó. Đúng rồi. Quan trọng là đã không đã nè. Đã sớm chưa? Đó. Bắt xuống tới đây mà mua. Ba tự nhiên chậm á. Một cái chiếc xài, cái chiếc xài loại này thì xài hai chiếc Kubota. Ba chiếc Kubota nữa. Ba chiếc Kubota đó. Đó. Thì nó máy bền lắm. Cái máy định. Chú
chúc em nó về mừng dông lên xứ lạ ha, thành công cả nhà mình đây. Em nó hoạt động rất là ok cả nhà mình, rất là êm ái luôn, rất là đã luôn. Cả nhà mình xem video á, cả nhà mình thấy cái em mua mấy cày nào phù hợp với mình á thì cả nhà mình hãy liên hệ với anh Tư Mì ha, qua số điện thoại em để trên màn hình ha cả nhà mình ha. Thì bên nông cơ Tư Mì sẽ có xe tải đồ này nọ ha, sẽ đưa em mấy cày về tận tình tới nhà cho cả nhà mình ha, và sẽ có ship hàng ra mọi miền đất nước mình ha, nói chung là chỗ nào cũng có mặt tới cả nhà mình ơi. Nhà mình cứ liên hệ anh Tư Mì ha, số điện thoại thì em để trên video của cả nhà mình ha. Kết thúc clip tại đây ha cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái video tiếp theo ha. Bây giờ em xin chào và xin chúc cả nhà mình có một buổi tối thật là vui vẻ cả nhà mình ơi.